Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 3. Hôm nay chúng ta sẽ làm là đề kiểm tra giữa học kỳ 2, đề số 26. Câu số 1, điền số thích hợp vào ô trống 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 bằng. Vậy con số 5 này chúng ta giữ nguyên được. Tất cả là số 5 hết đúng không? Số 5 chúng ta giữ nguyên và chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, như vậy là 5 x 7. 5 x 7 là bằng 35. Còn nãy gì đây? Cái này trong này là vừa dấu cộng, vừa dấu dấu nhân. Được. Và trong này thì người ta họ cho là gì? 7 ta nhân cho bao nhiêu chỗ này? Giờ chỗ này thì chúng ta sẽ có là 7. Còn này là gì đây? 7 ta nhân cho 2. À, cái chỗ này nè, cái chỗ này thì chúng ta giống như chúng ta sẽ đặt nhân tử chung vậy. Cái chỗ này là 7, thầy ghi là 7 nhân 1 cho nó dễ nhìn ha. 1 nhân 7, 7 nhân 1 gì cũng được. Này nhân 1. Rồi như vậy chúng ta sẽ có một cái cụm tích cộng với 1, đây là một cái cụm tích. Và cộng đây là một cái cụm tích. Đó. Chúng ta thấy cụm tích này có số 7, cụm tích này có số 7, cụm tích này có số 7. Thì chúng ta sẽ đem con số 7 ra ngoài. Đó. 7 nhân cho nha, chỗ này là cộng con số 1 được. Nhân 1 này, cộng số 1. Chỗ này là cộng con số 2 được. Rồi cái này là cộng con số số 5. Được chưa? Đây số 5 nè, ta lấy ra ngoài. Đây chỗ này là gì? 7 chúng ta giữ nguyên. Ta nhân cho 1 cộng 2 3, 3 cộng 5 là bằng là 8. 7 nhân 8 là bằng là 50 56. Được. Rồi chỗ này là 7 nhân 8 là bằng 56. Rồi bài này thì sao? Bài này thì nó cũng giống vậy. Đó, giống vậy. Đây là một cái cụm tích. Cộng một cụm tích. Cộng một cụm tích. Cái này nhân cho 1 cho nó dễ nhìn. Rồi, chúng ta cũng gọi là đặt nhân tử chung. 6, đây có 6, đây có 6, đây có 6. Thì lấy 6 ra ngoài. Nhân cho... đây là con số 4 cộng với con số 3 cộng với con số 2 cộng với con số 1 bằng 6, ta nhân cho bao nhiêu đây? 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 với 1 là bằng 10, 6 x 10 là bằng là 60. Như vậy chỗ này là con số 10. Câu số 2, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Kết quả của phép tính là 136 ta cộng 7 ta nhân cho 35. Thì cái này thì chúng ta phải làm phép nhân trước. 7 nhân 5 là bằng 35. Nào, ta lấy 136 ta cộng với lại là 136 ta cộng với lại là 35 là bằng là 171. Đáp án là B. Chúng ta phải nhớ phải làm phép nhân trước nha. Chúng ta qua câu của B. Kết quả của 57 ta nhân 6 cộng cho 135. Cái này chúng ta phải làm phép nhân trước là 57 ta nhân cho 6 là bằng là 342. 342 ta cộng với lại là 135 thì chúng ta sẽ được là 477. Đáp án A. Chúng ta qua câu số 3. Điền số thích hợp vào ô trống 15 ta nhân cho 7 thì chúng ta sẽ được là 105. 105 chúng ta sẽ chia cho 3 là bằng là 35. 35 mà ta cộng với lại là 50 là bằng là 85. 85 ta chia cho 5 là bằng là 17. Bài này 42 ta chia cho 7 là bằng là 6. Ta lấy 6 ta cộng với lại là 47 thì được là 53. 53 ta trừ cho 13 là bằng là 40. 40 ta chia 2 là bằng là 20. Chúng ta qua câu số 4. Điền số thích hợp vào ô trống 7 lớn hơn cái gì chỗ này? Đây là 5. Như vậy ngay chỗ khung chỗ này nó bắt buộc nó phải là con số 6. Được không? Ngay cái khung chỗ này này. Ngay khung trong này nó phải là con số 6. Con số 6. Tại vì 7 lớn 6, 6 lớn 5. 12 ta chia cho bao nhiêu là bằng là 6? 12 ta chia cho 2 là bằng là 6.
Đây là 10, đây là 12. Như vậy cái không trong này nó bắt buộc nó sẽ là con số 11. 5 cộng cho 6 là bằng 11. 11 lớn hơn 10, 11 bé hơn 12. Rồi cái này là 28, cái này là 32. Thì con số chỗ này nó phải bắt buộc nó phải là 29 nè, 30 nè, hoặc là 31. Như vậy 5 nhân cho bao nhiêu chỗ này mà nó thuộc vào trong cái này? 5 nhân cho 6 là bằng 30. À, 5 nhân 6 là 30, 30 lớn hơn 28. À, 30 bé hơn 32. Đây 19, giới hạn bởi 19 và 21 thì ngay chỗ này nó bắt buộc nó phải là con cái khung chỗ này này, nó bắt buộc nó phải 20. Như vậy 4 nó nhân 5 là bằng là 20. 20 lớn hơn 19, 20 bé hơn 21. Chúng ta qua bài tiếp theo và câu số 5. Đếm thêm 6 rồi viết số tích hợp vào ô trống. Có nghĩa là đếm thêm 6 có nghĩa là ta lấy 6 ta cộng cho 6 là bằng 12. 12 ta cộng 6 là bằng là 18. Ta lấy 18 ta cộng cho 6 là bằng là 24. 24 ta cộng 6 là bằng 30. 30 ta cộng 6 là bằng 36. 36 mà ta cộng cho 6 là bằng là 42. 42 cộng 6 là bằng 48. 48 mà ta cộng thêm thêm 6 nữa thì chúng ta sẽ được là 54. 54 ta cộng 6 là bằng là 60. Thực ra cái này nó là bảng cửu chương 6 á. Chúng ta qua câu số 6. Viết vào ô trống số lớn là 10, 15, vân vân. Số bé là cái hàng ở dưới. Số lớn gấp mấy lần số bé? Có nghĩa ta lấy 10 ta chia cho 2 là bằng 5. Được. 15 ta chia cho 3 là bằng là 5. 20 ta chia 4 là bằng là 5. 25 ta chia 5 là bằng là 5. 30 chia 6 là bằng 5. 35 ta chia cho 7 là bằng là 5. Số bé bằng 1 phần mấy số lớn? Như vậy anh này là bằng là 1 phần 5. Đây là 1 phần 5. Cái này cũng là 1 phần 5. Cái này cũng là 1 phần phần 5. Cái này cũng 1 phần 5. Cái này cũng là 1 phần 5. Tại vì số số lớn gấp số bé là 5 lần, 5 lần, 5 lần. Như vậy là 1 phần 5, 1 phần 5, 1 phần 5. Chúng ta qua trang tiếp theo. Câu số 7. Mỗi túi mì chính nặng là 220 gram. Mì chính hay gọi là bột ngọt, bột nêm, bột ngọt, bột ngọt. Hỏi 5 túi mì chính như thế nặng là bao nhiêu gram? Mỗi túi là nặng là 220 mà 5 túi ta lấy số này ta nhân cho 5. Số gram 5 này bỏ này nè. Bỏ này bỏ này. Số gram 5 túi mì chính nặng là số gram 5 túi mì chính nặng là ta lấy 220 ta nhân cho 5 bằng là 0. 5 20 không nhớ 1, 5 20 11 này là gam. Đáp số 1.100 gram. Chúng ta qua câu tiếp theo là câu số 8. Khoanh vào chữ cái đặt dưới hình vẽ đúng đã tô 1 phần 3 số ô vuông của hình. Như vậy là chúng ta sẽ tô à, chúng ta sẽ khoanh cả hình A hay là hình B. Được. Rồi chúng ta xem cái này thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ chia theo hàng hoặc là chia theo cột. Cái này người ta đang tô theo theo hàng. Thì đây là một hàng, hai hàng, ba hàng. Được không? Người ta họ tô theo hàng và 1 2 3. 3 người ta họ lấy 1 nữa. Như vậy là tổng cộng là 3 hàng người ta họ lấy 1 như cái đắp cái hình A được không? 1 phần 3. Người ta tô nguyên một một hàng. Cậu này thì sao đây? Người ta họ tô theo cột. Thì đây là 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột, 6 cột. 6 cột mà người ta họ chia người ta họ tô một. Như vậy cái này là 1 phần 6. Cái này là 1 phần 6 chứ không phải là 1 phần 3. À, cái này bởi 1 phần 3. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé.
chúc các em học tốt.